Có một điều chắc chắn rằng hệ thống giáo dục tại Malaysia tiên tiến như vậy một phần là nhờ vào hệ thống các trường cao đẳng đại học tại đây. Và nhân chúng ta đang bàn về con đường du học Malaysia qua đại học KDU, thì vậy KDU có những đặc điểm khác biệt nào đối với các trường khác? Và lý do nào làm sinh viên Việt Nam chọn học tại KDU? Thì với câu hỏi này tôi xin được đặt cho ông Andy. Đây thực sự là một câu hỏi rất là hay. Đối với những người mới bắt đầu thì KDU College Penang đã có kinh nghiệm khoảng 21 năm từ năm 1991 và cũng có tiếng lâu dài về chất lượng giáo dục đối với các bạn du học sinh. Môi trường học tập thì rất tốt, chi phí sinh hoạt thấp và các chương trình kép có chất lượng là những lý do mà sinh viên Việt Nam chọn học tại KDU. Các tiện nghi tiên tiến và chất lượng của đội ngũ giáo viên giảng dạy của chúng tôi làm cho KDU đứng đầu về chất lượng giáo dục và chương trình giảng dạy có chất lượng. Tôi tin rằng các bậc phụ huynh cũng như các bạn học sinh Việt Nam đều mong muốn nơi du học có chi phí phù hợp nhưng cũng chất lượng, và KDU đã hội tụ những điều này. Những tiện nghi cơ bản gần nơi học như là ngân hàng, phương tiện giao thông, các trung tâm mua sắm và giải trí làm cho KDU trở thành một trung tâm có đầy đủ tiện nghi. Và cuối cùng là học tập tại KDU chỉ tốn học phí chừng từ 6.000 đến 8.000 đô la Mỹ một năm, còn chi phí sinh hoạt chỉ khoảng 350 đến 400 đô la Mỹ một tháng, kể cả chi phí về thực phẩm, nhà ở, đi lại và mua sắm lặt vặt.